Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgthu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Tôi đi rừng. What the hell? ?s2 Gildu rừng luôn à? Quá chuẩn luôn. Tôi đi rừng. All that glitters is indeed gold. Hiểu kiểu gì? ?s2 Gildu rừng luôn à? Quá chuẩn luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của anh chàng Gildu teo nát có chát top top ít thôi. Ôi ôi, lâu lắm rồi chưa cầm Gildu mà ngày hôm nay áp dụng phong cách Gildu, phong cách đi rừng. Và cũng như lên full phép mà anh ở teo nát đã có một câu chát tổng làm cho mình cảm thấy nhói hết cả lòng các bạn ạ. Đấy, không tin tưởng cho lắm. Anh em phải tin mình, đồng đội phải tin mình. Tin chứ, tin tất cả được. Yên tâm là mình sẽ cầm Gildu đi rừng và không để cho tất cả các bạn thất vọng đâu. Thời điểm đầu game rất là cảm ơn bạn Malok đã ram giúp mình nha. Chứ còn không có bạn thì mình cũng farm rất là lâu và cũng sẽ rất là thọt đấy các bạn ạ. Thật ra thì phong cách giáo án đi rừng dành cho vị tướng Gildu không còn quá xa lạ với tất cả các bạn nữa rồi. Đã có rất là nhiều người áp dụng. Nhưng mà thật sự là để mà chơi với phong cách này thì nó cũng hơi bị khó khăn, cũng hơi bị thốn một chút. Được cái thì thời điểm đầu game team mình cũng đang đàn áp team địch ghê quá, cũng ăn được một mạng rồi đấy. Thôi thì không có ai ở đường giữa farm thì mình sẽ dọn lính hộ của bạn mid ở đường giữa nha. Chứ để như thế này nó cũng rất là phí phạm. Cảm giác team mình ui, theo nát double kill, team mình xanh quá chứ gì ăn được 3 mạng. Thôi thì đấy cũng là một cái niềm vui. Mình thì cố gắng làm sao làm tròn được trách nhiệm farm thật là nhanh để có thể lên được level 4. Nói chung là cứ farm xong cái vòng rừng này là mình sẽ tiến hành đi ganh đảo đường luôn. Lúc mà mình pick phải Gildu và cầm cái chừng trị đi rừng tôi là mình cũng đã nhận được rất là nhiều phản ứng của đồng đội nếu như các bạn có theo dõi qua về phần loát chất. Đấy. Dù sao thì với build đồ cho trận đấu ngày này thì mình cứ lên full phép thôi. Tính ra thì phong cách này các bạn hạn chế đừng áp dụng theo nha. Các bạn nhìn thấy mình farm rất là chật vật, farm rất là lâu. Được coi là thời điểm đầu game thắp ngàn ấy. Cầm Gildu mà đi rừng như thế này các bạn nhìn thấy farm rất lâu rồi. Cảm thấy hơi bị chật vật. Nhưng dù sao thì cố gắng thăm ngàn kiệm ngân, kiếm được tiền. Bây giờ mình sẽ di chuyển dần xuống để hỗ trợ cho Kingcross. Nhưng mà mỗi tội là có Butterfly, team địch cũng tới ganh. Thôi thì Kingcross về rồi thì mình cũng sẽ giúp bạn ấy farm hộ, farm nhanh chứ không gấu béo Zuka nó đẩy nhanh nó đảo, nó đi nó lấy trụ thì cũng hơi bị mệt. Cứ tập trung farm thôi. Trang bị đầu tiên cho đấu ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng lên làm sao được cái trang bị Gumluki nhé mọi người. Ngoài ra sẽ là dày giảm thời gian hồi chiêu. Tiếp theo sẽ là chợ bùng nổ, vương miện Amex, chợ Oman và trang bị cuối cùng sẽ là sách thánh. Cứ phải lên được tầm 4 đồ bắt đầu Gildu mới có thể một trưởng nửa cây máu. Đấy là chuyện hết sức bình thường. Còn bây giờ có cơ hội thì chúng ta cứ phải làm tạm mấy cái con như là Seiza chẳng hạn. Đấy, cần phá để chiếm lại lợi thế. Tiếp tục mình sẽ di chuyển dần ra đường giữa để có thể dọa Vera. Vera ơi, tiếp chiêu mình bắn cho trưởng chiêu 2 nè. Bắn trưởng, đó, làm choáng được rồi. Nhưng mà thật sự thời điểm đầu game mình gây sát thương chưa được lớn nha. Nếu như Gildu lên full phép để mà gây được sự bất ngờ thì chúng ta bắn một trưởng mất tầm nửa cây máu. Từ từ Natalia ơi, đông quá. Thôi, để mình quay lại mình hỗ trợ bạn bắn chiêu 2 làm choáng cho. Nhìn đây, choáng thành công mà không cứu được bạn luôn rồi. Khó thật, công nhận là farm rất là chật vật, farm rất lâu.
thế này cần phải nhịn nhục thời điểm đầu game thôi. May là mình chưa bị chửi các bạn ạ. Cố gắng làm sao không để bị tọt. Chứ còn nếu như mình bị tọt thì chả làm ăn được cái gì cả. Trước đây thì mình có tạo cho mọi người đó là series gì con gì cũng đi được rừng. Thật ra thì đối với series này thì mình cũng đã áp dụng rất là nhiều các vị tướng rồi. Và dạo ở đây thì các bạn cũng comment yêu cầu mình thực hiện về cái series này nhiều quá. Thì mình cũng sẽ trình bày cho mọi người luôn, tại vì lý do gì mình chưa đem đến cho mọi người cái series đấy. Teo nát cứ hổ báo đi. Bây giờ có mặt mình ở đây, tôi cứ từ mình sẽ bắn chiêu 2 cấu diệt Lavin. Đấy, cấu diệt Lavin ui. Bây giờ cố gắng tiếp cận, sử dụng chiêu thứ hai bắn từ xa vào Lavin. Bốc ơi, được một bảng đầu tiên rồi, kích hoạt chiêu cuối khống chế lại. Teo nát cứ thao mà bắn mà nó trâu dã man các bạn ạ. Team địch trâu, mà bây giờ thêm cả Natalia nữa để cho mình xin mạng của Butterfly. Đó, được một bảng nữa rồi. Thơm quá đi, thế là được đôi mạng nha. Ngày xưa khi mà mình còn áp dụng được cái series gì con gì cũng đi được rừng thì lúc đấy quái rừng nó không được trâu đâu. Ngày xưa thì quái rừng nó yếu lắm, nó không được trâu đến cho đến thời điểm hiện tại. Chứ còn bây giờ mà mình vác Alice đi rừng rồi mấy cái con không có sát tương đi rừng thì đi rừng rất là lâu, đi rừng cực kỳ chật vật. Đấy là sự khác biệt giữa ngày xưa và ngày nay. Đấy là lý do tại vì sao mà thời gian vừa qua mình không đưa đến cho người cái series đấy. Kể cả đối với Gidu thì cũng có sát tương, nhưng các bạn thấy chưa, đi rừng cũng rất lâu nha. Gidu bắn trưởng thì cái sát tương lớn, mỗi chỗ đánh thường của nó hơi bị chậm. May mắn là lúc đầu mình ăn được đôi mạng rồi đấy. Cướp cái con tắc kè nào, cướp bắn trưởng. Cướp, phổ cướp được rồi. Gấu béo vừa xong rất là cay cú lắm các bạn ạ. Thôi thì không ăn được mạng thì chúng ta tập trung farm thôi. Cố gắng kéo dài trận đấu này ra về late game. Này, bây giờ các bạn tin mình chơi được luôn Lavin tin địch không? Kích hoạt luôn chiêu cuối khống chế lại, trời ơi. Đây nhá, một mình solo với Lavin tin địch là mình ăn đứt luôn. Chạy làm sao được về? Làm sao về được cả bạn ơi, cho mình xin mạng của Lavin. Đấy, một solo với một thì mình vẫn còn ăn được nha. Chứ còn cân 2, cân 3 thì chưa thể đâu. Mà được cái là Lavin tin địch vừa xong thì máu cũng rất là giấy. Các bạn đang xem clip này, hy vọng rằng các bạn có thể bớt chút thời gian cho mình xin một nút like. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sau đến Tết rồi, thế nên hy vọng rằng các bạn cũng sẽ nhớ qua shop của mình để có thể ủng hộ mình, đó là shop.gthu.vn nha. Tránh gặp phải tình trạng lừa đảo, các bạn hãy truy cập xuống phần mô tả cho những clip của mình, ấn vào đường link đầu tiên. Các bạn sẽ bay thẳng đến shop chính chủ của mình mà thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Để mình ra hỗ trợ cho Kingrot nha. Cá ơi, chạy ra đây cá ơi. Mình là mình tới hỗ trợ bạn, nhưng mà thôi xin vĩnh biệt cụ rồi, thôi mình sẽ trả thù cho bạn luôn. Nhưng mà mỗi tội Butterfly trâu quá. Ui, gặp thêm cả gấu béo Zuka. Thôi em xin chừa. Từ nay không tên nữa. Anh ơi, anh đừng đuổi em anh gấu. Anh máu nó vừa phải thôi. Natalia, yêu máu, chịu rồi. Yêu máu còn lao ra. Đến bó tay Natalia vừa xong luôn. Còn xíu máu mà cũng lao ra để cho gấu béo Zuka đập chết. Thật ra thì các bạn nhìn thấy là mình sẽ cố gắng kết thúc trận đấu này càng sớm càng tốt nhá. Chứ mình cũng không muốn kéo dài ra đâu. Theo nát đừng ăn bùa xanh của mình. Chịu ơi. Trời ơi, theo nát vừa xong ăn mất bùa xanh rồi. Ảo thật đấy. Chủ yếu là mình gây sát thương đến từ sử dụng kỹ năng. Bây giờ cũng sắp hết mana rồi thì đánh đấm cái gì. Đấy các bạn nhìn thấy qua mana của mình cạn kiệt dã man, máu thì còn nhiều. Nào từ từ team ơi, để mình ra hỗ trợ thịt luôn cậu béo Zuka này. Gấu ơi, bạn giỏi, bạn chạy hộ mình cái. À chạy à, bắn chiêu 2 chuẩn nhá. Này thì lên bài điểm số 200 vàng. Các bạn nhìn thấy qua mình còn đầy cây máu nhưng mình vẫn phải về. Bởi vì không có bùa xanh để chơi. Trận đấu này nếu mà có cơ hội thì cố gắng kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt nha. Mặc dù là các bạn biết rồi, Gidu mà lên full phép đánh về late game càng bắn càng phê càng đã mắt. Nhưng mà các bạn nhìn thấy qua điều kiện của mình không cho phép. Bởi vì vạch pin của mình sắp hết rồi. Điện thoại của mình sắp hết pin rồi. Nhiều bạn sẽ thắc mắc bởi vì sao sắp hết pin mà không cắm sạc vào. Thì mình cũng sẽ trình bày cho người luôn. Thật ra thì cái tỷ lệ mà các bạn vừa cắm sạc vừa chơi game đấy, nó sẽ gây ra cái tỷ lệ rủi ro. Tốt nhất là các bạn đừng có vừa cắm sạc vừa chơi game làm gì. Đây rồi Lavin, đây rồi, tiếp cận Lavin. 100 vàng nhẹ nhàng và tình cảm. Đấy nha, hạn chế đừng có vừa cắm sạc vừa chơi game. Đã có rất là nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra khi mà vừa cắm sạc vừa chơi game rồi. Đấy, tốt nhất là các bạn cũng đừng có vừa cắm sạc vừa chơi game. Bản thân của mình thì cũng chảy, mình còn đúng xíu pin nhưng mà mình không có cắm sạc đâu. Kể cả có sập nguồn đi chăng nữa thì kệ. Chứ mình cũng không có cắm sạc đâu.
để mình ra hỗ trợ cho Natalia một phát. Đang thì gấu béo Zuka bắt nạt quá, bắn trưởng khống chế gấu béo Zuka đó. Nhờ có mình là vừa xong Natalia của bạn đấy, chứ không mình mà không bắn trưởng kịp thời là kiểu gì bạn mình cũng bốc hơi. Team mình hiện tại đang áp đảo team địch rồi, 17 mạng. Trời ơi, Mina trâu như thế này, không biết mình với cả Malok có thịt được hay không. Malok ơi, 2-1 là không chột cũng què, chơi nó 3-1 cơ mà. Thế mà nó chạy nhanh dã man, à nó gọi người với chúng tôi này. Bắn bây giờ bắn chiêu 2 mất tầm 2 cục máu nha các bạn. Nào, chạy được đi đâu à Vera ơi, Vera đi đâu, bắn chiêu 2 chuẩn luôn gì đây. Úi dồi ôi, khống chế cho đồng đội ăn mạng thôi. Chứ mình cũng không hy vọng rằng là mình ăn mạng được thời điểm này. Mặc dù ăn được 5 mạng nhưng mà mình bắn trưởng cũng chưa được mạnh cho lắm đâu. Mà Gidu bây giờ thì lắm lúc cũng đã có sự thay đổi rất là nhiều, lên phun phép lắm lúc bây giờ cũng không có hiệu quả cho lắm. Thôi, team mình là mất cái trụ đường trên rồi. Bây giờ mình sẽ cố gắng làm sao dọn lính nhá, chứ không để cho Lavin lẫn cả Mina nó đẩy trụ thì hơi mệt. Khi mà lên phun phép, các bạn sử dụng kỹ năng, các bạn sẽ nhận được một cái lượng lớp giáp ảo cực kỳ dày. Đấy các bạn nhìn thấy chưa, đặc biệt là lướt chiêu thứ nhất. Thôi nào, đã thế thì solo luôn. Mina chắc là thích mình, kết mình từ lâu lắm rồi, bây giờ mới có cơ hội để tỏ tình. Nhưng mà mình không có thích bạn đâu, khống chế lại để cho Malok tới hỗ trợ. Đúng rồi Malok ơi. Nào bây giờ là 2-1, chạy được đâu Mina. Châu này, châu với chúng tôi, châu thì đánh lâu cũng chết mà thôi. Để mình bắn, mình khống chế cho, bắn châu ai khống chế. Khống chế lại, thế là Mina bốc cười. Mình không giết được nhưng mà mình gọi đồng đội là đồng đội của mình thịt được ngay. Đây rồi Lavin đây rồi, bắn chiêu 2 chuẩn nhá, Lavin bốc khởi tiếp. Một trưởng một mạng, việc nhẹ lương cao. Chỉ cần đối phương có xíu máu chúng ta bắn trưởng chuẩn xác là chúng ta có mạng ngay. Gidu thì nó sẽ rất là hợp với phong cách là đi support, còn các bạn hạn chế vác đi mid lẫn cả đi rừng nhá. Mình thật ra thì lâu lắm rồi chưa làm clip chôn chôn tí, thì ngày hôm nay cũng đưa đến cho mọi người để đem đến cho tất cả các bạn phong cách vô cùng giải trí. Chứ còn để mà khuyên các bạn thật lòng leo danh hiệu quả hay không ấy, tốt nhất đừng có vác Gidu đi rừng, bởi vì nó leo danh không được hiệu quả đâu. Tầm này mình chơi luôn cả gấu béo Zuka. Gọi người ra đây gấu ơi. À gọi Vera, đã thấy quất cả Vera chứ ngán ngẩm gì. Nào không chế chiêu cuối lại, đấy bắn trưởng nữa là gấu béo bốc cười. Còn đối với Vera thì để cho King Cross xử lý nốt. Nào để mình tiếp tục ra bắn trưởng thẳng mặt Butterfly khống chế lại. Thôi thì cứ kiếm mạng hỗ trợ như thế này cũng được rồi. Điện thoại của mình còn 6% pin thôi. Tầm này 6% pin là mình vẫn có thể quẩy được nha. Nhất là vẫn có thể giết được chết Lavin. Về làm sao được à Lavin? Về làm sao được? Lên 7 điểm số. Đấy bắt vào ai thì bắt, chứ mình bắt thẳng Lavin thì bắt rất là dễ thôi. Team mình là đang muốn kết thúc trận đấu. Từ từ nha team ơi, để cho mình kiếm cái con bùa xanh cái đã. Sau đó là mình có mana là mình spam chiêu cho. Ui ôi chị Teo Nát ơi, bên dưới chân chị có bùa xanh rồi mà. Chịu luôn không nhường. Kiểu gì? Bên dưới chân của Teo Nát là có bùa xanh rồi mà vẫn ăn bùa xanh không nhường cho mình luôn. Quá buồn. Này em đây này, cứ thế mà chiếm em đi. Cứ thoải mái rồi đam em đi. Em đùa đấy, đuổi em đi nè. Mình cần Natalia tới hỗ trợ. Đúng rồi, tiếp tục quay ngược lại nhá, để có thể bắn trưởng thẳng Butterfly. Không chế Butterfly. Đấy, team địch cũng kéo nhau ra đây rất là đông. Phải chờ cho kỹ năng hồi, sau đó mình mới có thể sử dụng được tiếp. Ủa, Mina còn xíu máu kìa. Bắn thẳng Mina nhưng mà tầm này không tới tầm rồi. Ok, dù sao team địch mất 3 người rồi. Khả năng cao thì mình sẽ kết thúc được trận đấu luôn tại đây đấy các bạn ạ. Chứ tầm này team bạn ra đây để mình khép góc, mình thịt nốt Vera phát nào. Vera ơi, nào bạn cắm thêm tên tái vào nữa. Lần này thì lên bản điểm số 200 vàng. Ok, thiếu đúng một trang bị sách tánh nữa thôi là mình phun đồ. Nhưng mà dù sao thì cũng không chờ đợi được cho team địch hồi sinh đâu. Điện thoại của mình sắp sập nguồn đến nơi rồi. Mình không muốn kéo dài ra nhá. Cho mình xin gửi lời chào tạm biệt tất cả các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye người, bye bye.